Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26 tháng 2 đã đăng đoạn video ngắn lên Twitter nhằm bác tin đồn rằng ông đã rời khỏi Kiev. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю. Đoạn video được đăng tải giữa lúc tờ Washington Post đăng tin Mỹ sẵn sàng đưa ông Zelensky rời khỏi đất nước. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Nga cũng cho biết ông Zelensky đã nhanh chóng rời khỏi Kiev. Ông ấy không còn ở thủ đô của Ukraine từ ngày hôm qua và ông ấy đã tới Lviv, ông Volodin cho biết trên kênh Telegram. Ông Volodin cũng nói rằng tất cả các đoạn video được ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội đều được quay từ trước. Thông tin về việc nhà lãnh đạo Ukraine tới Lviv do các phó chủ tịch nghị viện Nga đưa ra. Trong khi đó, các hãng tin cho biết có nghe thấy tiếng súng vang lên ở đại lộ chính tại thủ đô Kiev. Chiến dịch đặc biệt do Nga phát động đã bước sang ngày thứ ba và hiện chưa rõ bao giờ chiến dịch sẽ kết thúc. Thưa quý vị và các bạn, ở một khả năng còn lại mà chúng tôi muốn được Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương chia sẻ, và chúng tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi không hề mong muốn khả năng này xảy ra, đó là diễn biến căng thẳng giữa Nga và Ukraine có tình hình xấu đi. Thế nhưng trong khuôn khổ chương trình ngày hôm nay chúng ta vẫn phải đưa vào bởi vì đó là một giả thuyết. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua thì chúng ta đã được nghe những phát biểu của Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko. Ông Lukashenko đã nói rằng nếu như Nga bị ảnh hưởng về lợi ích, bị đe dọa thì Belarus sẽ sẵn sàng tham chiến. Vậy thì ở một chiều hướng xấu của căng thẳng mà chúng ta không hề mong muốn, thưa chuyên gia, ông có cho rằng là nếu như tình hình giữa Nga và Ukraine xấu đi, thì ngoài Lukashenko, tổng thống của Belarus, liệu rằng có bên nào dám đưa ra những phát ngôn như vậy hay không? Trong trường hợp này thì tôi nghĩ duy nhất chỉ luôn Lukashenko thôi, sẽ không có người thứ hai. Về phía Nga thì cũng không có một quốc gia nào sẵn sàng như là Belarus cả. Belarus Nga là một liên bang rồi đấy, thực chất bản chất là một liên bang rồi. Về phía Ukraine thì hoàn toàn đơn độc. Cả cái thế giới phương Tây đứng sau lưng, nhưng bản thân ông ta đơn độc. Đơn độc là vì quyết sách của ông ta sai. Phương Tây không bao giờ chấp nhận sự dẫn dắt của Zelensky cả. Chính cái đơn độc của Ukraine là chính do Tổng thống Ukraine tạo ra. Nếu như ông ta mà khôn ngoan, đúng mức, lễ độ thì chắc chắn ông ta tập hợp được một lực lượng rất mạnh để đối phó với Nga. Nhưng mà chính ông ta là đi quá đà. Những người thông minh ở Washington, ở London, ở Paris, ở Berlin không bao giờ để lao mình mà giúp những con người mà không tin cậy cả. Có thể là họ hoàn toàn không tin cậy Zelensky rồi. Họ thù ghét Nga nhưng không tin cậy Zelensky. Vì thế sẽ không có người thứ hai nào về phía của Ukraine có thể sẵn sàng sẵn sổ và ủng hộ cũng có đâu. Vâng, có thể thấy là khi mà ông Putin là một người đủ tầm, đủ vị thế, đủ thông minh thì sẽ có những người như kiểu Lukashenko xuất hiện và ủng hộ, bởi vì họ tin tưởng rằng là khi họ trao niềm tin tuyệt đối vào con người đó thì họ có thể có được những kết quả có lợi trong các cuộc căng thẳng. Nhưng mà đúng như chuyên gia vừa phân tích thì Tổng thống Joe Biden, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, rồi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thậm chí là những nhà lãnh đạo phương Tây khác. Đó cũng chính là cái lý do tại sao khi ông Zelensky vào lúc nước sôi lửa bỏng nhất điện đàm thì không ai nghe máy. Và đó là một cái điều mà chúng ta thấy là bản thân các quốc gia phương Tây họ vẫn có một cái gì đó đối địch với Nga, nhưng khi họ chọn cái mũi để đối địch thì họ sẽ không chọn Zelensky. Tôi xin lưu ý cả bà một câu mà cha ông ta để lại để đời: trông giỏ bỏ thóc. Cái giò mà thùng mà rách nát thì không ai đổ thóc vào đây cả. Trong trường hợp này hoàn toàn đúng với Ukraine. Tôi không nói 47 triệu người dân Ukraine những người tuyệt vời rất tốt, những cái chính quyền này có thể nói đã làm cho 47 triệu người này chịu hậu quả. Chứ trách nhiệm chủ yếu của người cầm đầu Ukraine. Trên phương Tây người ta ủng hộ nhưng không bao giờ vượt qua một giới hạn cần thiết cả, không có đâu. Cái thời gian chờ đợi là vô vọng thôi. Vâng, phải quay lại đàm phán. Vâng ạ.
Rất là chia sẻ với những cái ý kiến vừa rồi của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương. Và ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì cũng như chương trình ngày hôm qua, xin ông đưa ra một dự đoán về tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine sắp tới. Và có lẽ với những cái diễn biến nó thay đổi theo từng giây như thời điểm hiện tại, thì có lẽ là chúng ta chỉ nên dự đoán trong vòng 24 giờ tiếp theo, đúng không? Đúng như đồng chí nói, cái dự đoán Ukraine và Nga hiện nay cực kỳ khó. Cả thế giới không ai biết được ông Tổng thống Nga Putin muốn làm gì cả. Nhưng mà có thể khẳng định thế này nè. Thứ nhất, tôi tin ông Putin ông nói và ông làm đúng, tức là ông không có tham vọng xâm lược chiếm đất của Ukraine. Cái điều đúng. Cái điều thứ hai là ông đánh với dân thường. Cái điều đúng thôi. Nhưng mà trong cả cuộc chiến đang diễn ra này nè, có lẽ theo tôi, ông Putin muốn đánh sập toàn bộ cơ sở, các cơ sở kỹ thuật của chính quyền Ukraine, hệ thống phòng không, hệ thống radar, hệ thống thông tin liên lạc. Có vũ khí đấy nhưng mà không có radar thì cũng vô nghĩa. Có vũ khí ấy, có người chỉ lãnh đạo một hệ thống tin cũng vô nghĩa. Đến cái lúc ấy, hiện nay đang còn một số cơ sở ông ta chưa xử lý được. Trong những ngày tới, có lẽ mục đích vẫn tập trung vào những cơ sở quân sự cuối cùng của Ukraine. Và khi ấy, buộc tôi nghĩ con đường mà hợp lý nhất và khả dĩ nhất, tức là nội bộ Ukraine có cái thay đổi. À, chính họ phải thay đổi. Chính họ phải thay đổi. Bởi vì trong cái triều, trong cái nội các Ukraine có 2-3 phái, như tôi nói đấy. Đến cái lúc này, người ta cảm thấy như thế kia là cản trở đấy. Cản trở và gây thảm họa cho người dân. Thế như vậy thì người dân cũng đang thức tỉnh, và những người có trọng trách trong nội các người ta còn thể xử lý. Thì con đường hợp lý nhất tức là thôi ông thay Zelensky và một người khác có thể đổ ôn hòa hơn và bắt tay đổi thoại ngay với Nga, thì khả năng này là khả năng mà optimal, hợp lý nhất mà ít đổ máu nhất. Với như vậy thì nó phù hợp với nguyện vọng 47 triệu người Ukraine, cũng phù hợp với Nga, và có lẽ cộng đồng quốc tế cũng chỉ mong như vậy thôi. Tất cả mọi người trên hành tinh này đều muốn sớm chấm dứt cuộc xung đột này. Nhưng mà chấm dứt như thế nào lại tùy thuộc vào cả hai phía, cả Điện Kremlin và Kiev. Hiện nay có thể tình hình rằng có đến đâu chủ yếu do thái độ Zelensky thôi, chứ còn Putin có kịch bản hết rồi. Ông Zelensky muốn chơi kiểu gì ông Putin cũng đủ sức chơi kiểu ấy cả. Chắc chắn một cái tuyên bố mà không được bỏ qua là giải giáp quân đội, dứt khoát giáp quân đội, phải vô hiệu hóa quân đội của Ukraine khi mình ngồi bàn đàm phán. Thì thực ra 3 ngày vừa rồi là quân đội của Nga đang làm theo cái hướng này, và tôi nghĩ là chắc chắn đến đích thôi, vấn đề chỉ thời gian thôi. Thời gian sắp tới đây tôi nghĩ tốt nhất là thôi thì dừng lại. Phía Ukraine có một thay đổi, mà thông thường thì các cuộc chiến thường có những thay đổi như vậy cũng hợp lý thôi. Nó phù hợp với nguyện vọng 47 triệu người Ukraine, phù hợp với nguyện vọng chung của cộng đồng quốc tế thì nên như vậy. Và như vậy là tốt nhất cho cả hai phía. Chắc chắn tôi nghĩ con đường tốt nhất là ông Zelensky nên tìm cách trao lại cái nhiệm vụ này cho người khác. Cảm ơn người Ukraine đã ủng hộ ông trong 3 năm vừa rồi. Cái con đường là con hợp lý nhất. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, đúng như những gì mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương vừa chia sẻ, không một ai trên hành tinh này chúng ta muốn thấy được những diễn biến căng thẳng như vừa qua, và nó chỉ đem lại những điều đau khổ cho người dân Ukraine mà thôi. Và ngay trong lúc này thì những người vai trò trọng yếu trong cuộc xung đột hiện tại giữa Nga và Ukraine hãy đưa ra những biện pháp sớm nhất, thông minh nhất để giúp cho cuộc sống của người dân Ukraine sớm trở lại bình thường. Và đó cũng là nguyện vọng chung của cả thế giới ở thời điểm hiện tại. Và hy vọng rằng là trong 24 giờ, 48 giờ và thậm chí là 72 giờ tiếp theo, chúng ta sẽ nhìn thấy được những tín hiệu tích cực từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta mong sao cho người dân Ukraine sớm trở lại được với một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Và chương trình thì cũng xin một lần nữa được cảm ơn những chia sẻ, những đóng góp, những phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.